Máy này máy đa chức năng, scan, photo, copy. Con này nó kéo giấy từ trên xuống nên là giấy dài định lượng 200 độ lại để kéo được hết. Đồ hệ thống mật liên tục ra ngoài luôn, có bao gồm mật. Rồi. Thứ hai nữa, cái máy này là in qua thẻ nhớ nè. Đó, thẻ nhớ muốn đút nhanh là mình cắm thẻ nhớ này vô là in được luôn đó. À, một màu à. Không, không, không.